Ghê chứ bố. Nó tính tại đất. Không giữ không giữ. Nó ăn đó các bạn. Nó ăn nè. Mình nuôi nó cho nó ăn đâu thôi nha các bạn chứ mình không ăn. An Nhiên xin chào tất cả các bạn. Mình mới bắt được con dơi nè các bạn. Con dơi nè. Rồi mình cho nó ăn cho các bạn xem cho vui nha. Mình cho nó ăn đu đủ nha các bạn, đu đủ chín đó. Mình cho nó ăn đu đủ chín. Coi nè, ban ngày nó ngủ không mà các bạn ơi. Ban ngày nó ngủ không xuống mà. Rồi mình lấy đu đủ mình cho nó ăn nha. Coi nè, nó nè. Sao bà ơi? Đó. Đó, nó cũng ghê không? Đó, nó kêu đó các bạn. Đó. Không ghê Ở luôn. trên này nó cũng có cái móng của nó trên chỗ cái cánh đó nè, mình không có buông ra, buông ra nó bay. Đây nè. Đó đó đó, nè nè chỗ cái tay mình nè các bạn. Nó. Mình quay cận cảnh nó và mình cho nó ăn đu đủ cho các bạn xem cho vui nha, mình đút cho nó ăn đu đủ. Rồi, bắt đầu mình để xuống mình dịnh đó. Để thôi nó cắn thằng này nó hung lắm. Đó. Hung dữ. Hung quá hung. Hung quá mẹ ơi. Hung dữ. Ê. Ôi trời. Ghê như bố. Định nói tiếng từ đó. Hung dữ, hung dữ. Sao nó hồng? Cái này các bạn đó nó hùng lắm các bạn này bố nhìn nó dưới ở giữa hai cái giò cái nó này kìa đu bố đủ nè các bạn, đu đủ chín nè đó, đu đủ chín đó mình đút cho năng nha các bạn. Ăn là nó kìa Mình để mình dẫn nó cho nó đàng hoàng lên các bạn, nó hùng quá sợ. Không tao có làm gì mày đâu mà mày la dữ vậy, tao cho mày ăn mà. Sợ luôn rồi. Ngủ Nè, rồi, ngủ rồi. ngủ rồi, ban ngày nhắm mắt ngủ rồi. Đó, ăn đi đừng có cắn tao được rồi. Ăn rồi đó. Gặp Ê. ghê, hơi dính miếng trên miệng nó kìa. Không. Hay là cái lưỡi nó. Không phải, cái lưỡi của nó mà À, đỏ. nó táp rồi đó. Nhìn cái mặt của nó. Nó hung dữ. Đây nè ăn đi. Ừ nó cắn đi. Cắn dính vô đi. Kêu hoài. Cho hết nguyên miệng. Đó nó cắn kìa. Nó trời nè, ơi. Các Làm gì? Ăn. Đó nó cắn đó các bạn. U Quay ăn cận kìa. cảnh lên cho các bạn xem nha. Còn lấy nét lại. Ừ. Có khi nó hơi cung cung quá các bạn thông cảm nha, nè nó cắn mẻ lỗ nè các bạn, nó ăn nè, nó ăn phết lỗ trái đồ, miếng đồ đủ rồi nè. Con mắt nó giấc này nó buồn ngủ lắm các bạn ơi, giấc này nó hay ngủ lắm. Nó cắn đau lắm nha các bạn. Ngủ luôn Nhưng rồi. mà con này chắc có lẽ là con dơi trái cây hay gì các bạn ơi. Mình nói tên nó có khi là nó không có rõ đó, chưa có đúng tên đó. Các bạn nào có biết thì comment tham khảo cho vui nhé. Các bạn nhớ xem cho vui nha các bạn, chủ yếu là vui là chính là các bạn ơi. Ngủ Vui và trải nghiệm những cái con động vật để trao đổi với nhau để mình hiểu nó thôi. Nếu có khi mình nói cái gì nó không có đúng á, các bạn cứ trao đổi cho vui. Nó ngủ rồi đó. ngủ luôn rồi. Nó nhắm mắt nè, nó ngủ. Mê ngủ sợ luôn. Ủa hai bên người nó có Nè. cái miếng gì đó bố, cái vú nó Chắc có lẽ là vậy. hai bên hay vậy? Nè ăn đi. Đó kìa, hả kìa. Đó. Giờ này bà ngủ rồi. Mắc cười quá à. Bữa hổm mình cho nó ăn chuối nó liếm cái lưỡi nó dài lắm đó các bạn.
Không, cộng đợt đó tới giờ bắt được mấy con rồi phải không ta? Ừ, ba con. Ba con. Con đầu tiên chứ nó còn nhỏ. Đúng rồi. Đó, nó le cái lưỡi nó liếm nè các bạn. Nè, nó le cái lưỡi nó liếm nè. Đó, đó, đó. Thôi gột 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 luôn kìa. Liếm mà ngủ. Sức cho nó không? Được rồi. Gà sư phụ nữa Cái rồi lưỡi nó lú ra nhỏ xíu nè các bạn thấy không các bạn? mà hồng hồng đã Con thấy đỏ không? dạ thấy Ừ. Tại vì sợ nó liếm đó, nó liếm đó các bạn. Rồi nó cạp luôn kìa. Đó đó. Khoái rồi. Ăn đi. Ăn cái này hồi khẩu cho uống nước. tại Kìa ăn nút tiếp kìa. nước Đó đó đó. Đó đó các ngay kìa đã hả như bạn. luôn à Ừ. Này đủ đủ chín nha các bạn. ở dưới cái giò nó ở dưới nó có vấu vấu vô kìa Ừ. mấy cái Các móng bạn xem các bạn thấy vui các bạn nhớ subscribe like share để ủng hộ kênh nhé. Rồi cảm ơn các bạn nha. Nè ăn đi rồi con, nó ăn đi cạp cho con. họng nó miếng rồi kìa. Ừ. Để nhóm nhóm gì cho nó liếm cho nó lú cái lưỡi ra đó, cái lưỡi nó đó các bạn thấy không? Đó. Lưỡi nó Đó. dài lắm á. Đó. Nó chưa có dài không, con bơ hổng nó dài còn dữ Đúng nữa. rồi, cái con đầu tiên hay gì nó cho nó ăn chuối á. Ừ, con đó nó dài dữ lắm. Lưỡi nó Rồi nó cạp nè các bạn. Nè. Rồi dính miếng này. dài hòn luôn. Trên miếng mỏ nó nãy giờ. Tao đâu có hại mày, tao cho mày ăn mà. Nè, ăn đi. Cạp đó đó Cạp đó đó đó. Con này chắc cũng dơ trái cây quá các bạn ơi, tại vì nó ăn trái cây hả? chắc vậy. Giờ con dính miếng nữa kìa, cái mắt cho dính vô cái giò chắc không. Có Nè đó, hết dính rồi phải không? Đó nó ăn đó các bạn. Nè, nó ăn nè. Mình nuôi nó, mình cho nó ăn đồ thôi nha các bạn chứ.